Trời, chúng con là cha yêu dấu của chúng con. Con ngợi khen Chúa vì Ngài đã tìm kiếm chúng con, đã rút chúng con ra khỏi thế gian và tối để là chúng con trở nên con cái của vua thánh trên trời, là con cái của nước sáng láng, là công dân của thiên quốc. Hallelujah, con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài cho cái cơn dịch này theo ý chỉ Đức Chúa Trời mà Chúa cho phép được xảy ra để rồi chúng con có cái phòng chung cầu nguyện này. Đây là cái cơ hội để rồi chúng con có điều kiện mà chúng con ngồi lại với nhau, chúng con cầu nguyện với Chúa của chúng con, cũng như có sự thông công giữa anh chị em chúng con cái của Chúa trong đất nước Việt Nam này cũng như hải ngoại. Con cảm tạ ơn Chúa. Trời ơi, nếu không bởi Ngài chúng con chẳng làm gì được. Con cảm ơn Chúa trong tình yêu thương lớn lao với quyền năng của Chúa, là quyền năng không đổi dời, đã chữa lành nhiều anh chị em chung con. Dù vậy, một số người vẫn còn ở trong bệnh viện và ở trong phòng cách ly. Xin Chúa Ngài thương xót, Ngài thêm đức tin, thêm sức khỏe, Ngài chữa lành kịch hoàn toàn để các đời tớ của Chúa, con cái của Ngài có thể xuất viện, có thể ra khỏi phòng cách ly, trở về với gia đình, trở về với hội thánh. Con cảm ơn Chúa trường hợp như tớ của Chúa là Nguyễn Văn Khế, Chúa thêm sức khỏe cho ông để rồi ông về với gia đình của Thánh Chúa nữa. Con cảm ơn cha. Giờ này chúng con dâng cái thì giờ trong thể này lên cha Chúa, xin Chúa Ngài sức dầu, Ngài ban ơn cho cái thì giờ Daniel thứ ba này. Chúa Ngài ban cho cái đội ngũ và thờ phượng Chúa, đội ngũ kỹ thuật cũng như đường truyền được tốt để rồi những lời nói được rao ra, những bài ca tiếng hát dâng lên cha Chúa được đẹp ý của Ngài. Con cảm ơn cha. Phải xin Chúa Ngài sức dầu ban ơn từng tiết mục, ôi Chúa, để rồi danh Chúa được cả sáng và đời sống chúng con. Khi chúng con công bố, chúng con cầu nguyện thì quyền lực sự tối tăm nó phải thối lui. Phải khi nào chúng con kêu cầu Chúa thì quyền lực sự tối tăm nó thối lui trong danh Chúa Giêsu. Con ngợi khen Ngài. Phải danh Chúa Giêsu là danh đắc thắng, cho nên trong danh Chúa Giêsu con công bố Chúa đã thắng hơn thế gian, chúng con được đắc thắng như vậy và đóng ở trong con lớn hơn ở cái thế gian này. Hallelujah, con ngợi khen Ngài. Phải một lần nữa chúng con hiệp chung dâng cái thì giờ cầu nguyện buổi tối hôm nay lên cho cha Ngài sức dầu ban ơn chúng con, để thấy rằng thật sự ai đến phòng giống này cũng thấy rằng được Chúa dẫn dắt, được Chúa ban phước, được Chúa Ngài nâng đỡ, Ngài thăm viếng. Hallelujah, con cảm ơn Ngài. Dâng mọi sự vinh hiển lên cho cha vị chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.